nay rất là may mắn đúng không? Một cách nhà giảm béo rất là thành công chị Thủy năm 2019 đấy. Thế nào bây giờ đấy? Đến hài lốc đầu năm của Lamia bây giờ cũng chị có chọn quà đúng không em? Cái nào cũng có quà. Nhưng mà không biết là quà có đúng ý chị không thôi. Đỏ đi. Đỏ đi đúng không? Vào xem quà nào. Wow, một voucher ra làm da này em ơi, đúng không? Đúng rồi chị ạ, làm da Ampoly. Giảm 50%. Đấy, chúc mừng chị nha. Đầu năm mà mình lại may mắn như thế này. May quá, không phải là lì xì giảm béo chứ không lại phải chờ mấy tháng mới dùng được ấy. Ê, chị không béo nữa đâu. Vâng, đây vậy là chị Thủy đã giành được một voucher giảm giá 50% của dịch vụ Ampoly. Đúng rồi. Mình đang rồi ý định giảm cho cái nám này này nó phải bớt. Đấy, năm ngoái là giảm béo thành công, năm nay đầu năm lại được dịch vụ về da luôn. Cảm ơn nhá, mình thế... không ngờ mà mình lại may mắn như thế này ngày đầu năm. Thế là perfect rồi đấy chị ạ. Thì đấy, ngày hôm nay rất là vui. Và ngày hôm nay có rất nhiều khách hàng đến đây đã cùng bốc thăm rồi đấy ạ. Mày thế. Thế chị ơi, thì trong quá trình mà mình vui như thế này thì mình chia sẻ một chút về cái quá trình giảm béo hồi trước đi, đúng không? Rất là vui lòng chia sẻ với cả mọi người. Vâng ạ. Thì đấy, thì trước khi chị chia sẻ với quý vị đi là cái liệu trình trước là chị giảm được bao nhiêu? Mình đã giảm được 7kg. Và mình là béo khi mà sinh xong bé thứ hai. Thực ra béo của mình là nó rất là không đều vì mất cân đối ở vùng chiều bụng cao đúng không? Thì cũng đây tương ạ. Đối thế nhưng mà bụng thì quá là to, có nghĩa là đây hình ảnh rồi đấy đúng không? Thôi mình cũng làm... muốn nhìn lại cái hình ảnh đấy. Chị giảm hồi tháng mấy nhỉ? Tháng 10 đúng không chị? Tớ làm là hồi tháng 10 năm ngoái. Đây ạ. Thực ra đúng. Năm ngoái nhưng mà cũng mới cách đây có mấy tháng thôi, đúng không rồi. Phải là nhiều lắm. Nhưng mà sang năm mất rồi chị ạ. Đấy. Quý vị có thể thấy xóa cái ảnh đấy đi nhá. Quý vị có thể thấy là hồi trước là thân hình của chị Thủy rất là không cân đối đúng không? Người bên trên và bên dưới đều gầy, chỉ có phần bụng là rất là to thôi. Phần bụng là mất cân đối, nghĩa là bây giờ em xem nào. Mấy tháng rồi, gần nửa năm rồi nhỉ? Ôi trời ơi, mới có khi chưa được nửa năm đâu, thế nhưng mà phẳng quá. Phẳng ba. Ăn Tết có phải ăn kiêng không đấy hay sao mà nó vẫn phẳng như này? Không, mình không phải ăn kiêng gì đâu, tại vì mình chỉ chừa tránh những cái gì mà nó quá nhiều calo thế thôi, còn đâu mình vẫn có thể ăn uống bình thường. Thế từ đấy là chị có bị lên cân không? Tết thì rất là vui vẻ mà cũng không lên một tí nào từ cái ngày không đấy bị lên luôn, không hề bị ăn kiêng, vẫn bánh chưng, vẫn giò bình thường. Một tháng là kiểm tra là cân rất đàng hoàng thế nhưng mà không hề cân định kỳ hàng tháng luôn cân đúng không? Cân định kỳ đấy. Đấy. Ngày hôm nay chị thấy đấy, đầu năm nhưng mà các chị em đến giảm béo rất là đông và bọn em cũng vừa có cái hội bốc thăm lì xì đấy. Hầu như ai cũng đều có quà hết. Có quà nhưng đúng quà rồi. Của chị chắc là lớn nhất. Bởi vì là mình được cả hai dịch vụ đúng không? Ừ đúng rồi. Đấy ạ. Nhìn xem này chị mặc cái bộ áo dài này bây giờ thế nào? Cái này chị may lâu chưa? Trước khi gặp em đến đây đấy là... À, thì phải bóp rồi chứ làm sao mà vừa đây nữa. Đây bóp bây giờ nó rộng cả nách đây này nhưng mà được cái là đây vẫn rộng đấy nhá, vẫn đúng thoải rồi. Mái đây này đấy. Tại vì là bây giờ thì con là phẳng quá. Đã bóp một lần rồi nhưng đến hôm nay mặc là vẫn thấy rộng. Vẫn thấy rộng đúng không ạ? Thế là vòng bụng thì chị giảm được bao nhiêu không? Vòng bụng là chị phải giảm được 20cm tất cả. 20cm 3 vòng ạ? 3 vòng đấy. Đấy. 7 cân và 20cm, không nhớ nữa đúng không? Tại vì là mình là phần trên với cả phần vòng 3 là không sao mà chiều cao tương đối nhưng mỗi cái bụng là khủng quá. Bị sờ ra sau khi sinh hai bé đúng không ạ? Không thể nghĩ là có lúc mình lại có cái vòng hai khủng đến như thế. Thế trong quá trình làm ấy, quá trình đào thải thì chị thấy như thế nào ạ? Đào thải thì đầu tiên khi mà mình bắt đầu bước vào liệu trình là mình cũng có lo cũng nghĩ là không biết là nó có bị như kiểu ngày trước mà chị uống những cái thuốc giảm cân đời trước chị kể với em đấy. Vâng. Nhưng mà hoàn toàn là không có hiện tượng đấy mà đào thải thì ví dụ không ra ngay ngày đầu tiên thế nhưng mà cách một tuần nữa thứ thì cũng kiểu bài tiết ra ấy đấy. Vâng, lúc đấy có kiểu kiểu như là rất là lo lắng kiểu là lâu quá rồi chưa thấy ra đúng không? Rồi, lâu rồi không còn tùy cơ địa đấy ạ. Mình cũng bị béo rất là lâu sau khi sinh hai bé rồi. Béo lên tức là kiểu như mỡ là cũng tích tụ lâu rồi đấy chứ không phải là mới. Mà cũng đào thải xong cũng không mệt mỏi gì cả. Dạ vâng ạ. Cũng vẫn đi làm đi các thứ bình thường. Đây là ảnh góc nghiêng của chị. Trời ơi, thực sự nhìn như này mới thấy được cái sự mất cân đối đúng không chị? Chị bầu cái đứa thứ hai cũng không nhiều đến như thế này đúng không? Rồi ạ. Nhìn như bầu 4 5 tháng luôn, thậm chí là hơn. Mình giảm được cái phần này, chị quay nghiêng em xem nào. Mình giảm được phần này, phần hình mình cân đối hẳn luôn. Đường cong có này, bụng rất là phẳng này. Trước là đúng như cái bánh mì đấy. Đúng rồi ạ. Không có một tí đường cong nào thật. Tết nhất là bây ăn mặc là rất là đẹp rồi đúng không? Đấy, ừ, tha hồ mặc body nhá. Thế thì ngày hôm nay chị có làm Thế hôm nay chị có làm luôn buổi đầu tiên của dịch vụ này không? Ừ, nếu mà bây giờ cũng là đầu năm cũng chưa bận rộn gì lắm thì có khi là mình sẽ xúc tiến làm luôn bởi vì cũng đang có ý định là chị, về da đúng không? Về da đấy. Đấy, hôm nay may quá đến. May quá. Một món quà rất là như này. Ví dụ nếu chúng giảm béo nữa thì lại có khi là phải mấy tháng nữa mới làm được đúng bởi rồi, vì bây giờ đã béo đâu đúng không? Eo rồi nhưng mà cái này thì đúng cái nhu cầu của mình đang cần vì da chị có nám mà đây. Dạ vâng đúng rồi ạ. Hơi là như thế. Thì bây giờ thì có khi là em sẽ cho chị trải nghiệm luôn buổi đầu tiên của dịch vụ này nhá. Thôi, làm luôn. Làm luôn ạ. Lúc nào cũng xinh đẹp. Hôm nay mặc áo dài đẹp quá, bây giờ đẹp sẽ thêm đẹp cả da nữa nhá. Đẹp cả da nữa đấy, phải lo trang điểm nhiều. Được rồi, bây giờ em sẽ dẫn chị lên để trải nghiệm luôn buổi đầu tiên của dịch vụ Ampoly. Em mời chị nhá.